À, em chào ở nhà nhá. Đây anh chị thấy không, tiếc không? Biết bao nhiêu là những cái cây hoàng thảo đơn cam này nó đẹp này, mà về nó bị gãy mất này. Trên đường vận chuyển từ rừng về này, nó bị gãy hết rồi, tiếc ghê. Mấy khúc đẹp, nù to, đều bị gãy cả. Thì em bỏ riêng ra đây, không có bỏ vào bán chung đâu ạ. Và ngày hôm nay thì em quyết định là em sẽ để ra một cái lô đơn cam, hoàng thảo đơn cam, và chia được 11 đơn. Thì mỗi đơn đều có giá là 200k với những cây hoàng thảo đơn cam rất là đẹp và đang bắt đầu sưng những cái nụ để chờ đón, để báo hiệu một cái mùa hoa sắp đến rất là rực rỡ. Để mà nói về đơn cam ấy, thì cái dòng lan này là một cái dòng lan mà nó có thể nói là quý, hiếm, và cái độ đẹp của nó thì nó nằm trong top đầu những cái dòng phong lan rừng của Việt Nam. Hơn nữa thì đây là một cái dòng lan mà cái môi trường mọc của nó rất là hạn hẹp, và vì thế thì thật sự là một cái may mắn đối với người đi rừng là có thể mang về những cái nhánh lan đơn cam. Đợt trước thì em có 2-3 lô, nhưng mà về cái là chia sẻ liền cho các anh chị, bởi vì là khách đặt em về đơn cam trước rất là nhiều, đặt trước có những người đặt trước cả tháng trời thì về là em trả đơn. Còn hôm nay thì em để dành ra những đơn hàng này để đăng lên kênh, để có thể là các anh chị chưa tiếp cận được thì có thể xem được video này, để có thể sưu tầm cho mình một cái dòng lan phong lan rừng rất là quý hiếm và đẹp này các anh chị nhá. Đầu tiên thì em vào đơn số 1 này. Đơn số 1 có giá là 200. Đơn này thì gồm có một khúc nhìn rất dễ thương này. Đây, một cái cành cây nhìn rất là dễ thương luôn, vẫn còn lá này. Hoa thì đang bắt đầu sưng lên rồi cả nhà này. Đấy, những cái chồi hoa. Đơn này thì được một khúc này, hai khúc, ba khúc, đây đều nhú nụ hết. Cái này có quả này, nhìn rất là dễ thương, có thể về gieo được, quả nó cũng già rồi. Và ở đây là thêm khúc nữa là bốn khúc này, nụ rất là nụ đó. Thì ở đây được một thân hoa, hai, ba, bốn, năm và sáu, sáu thân hoa. Đấy, đơn này đơn số 1 giá là 200 anh chị nhá, đơn mở hàng. Tiếp theo cũng có đơn số 2. Đơn số 2 cũng là có một cái khúc cành cây này nhìn rất là đẹp luôn. Về treo, treo thêm những cái dưới này vào đây nữa, có thể là một giò rất là rực rỡ đó, giống như cái giò trong màn hình video này các anh chị này đó, chơi như thế sẽ rất là rực rỡ và đẹp. Ở đây thì được một khúc này, khúc này thì gồm có hai bụi này, một cây nù này đang nhú nụ, một cây lớn này cũng đang nhú nụ này. Ở dưới đây cũng toàn những cây rất là nù này, đây nù này, thân rất mập mạp kiểu bị béo phì ấy. Đây hoa đang lên. Và đây cũng là một cái cây to nữa này. Đây, đối với đơn cam, những dòng cây đơn cam nó như này là cũng là to ở rừng rồi đấy các anh chị ạ. Và đơn số 2 này giá là 200 các anh chị nhá. Được 1 2 3 4 5 thân hoa. Rất là nù. 200 cho đơn số 2. Tiếp theo là đơn số 3. Đơn số 3 thì gồm có 4 khúc. Thì khúc này là được hai bụi này. Đầu tiên là được một bụi bên này, và một bụi ở đây, một cây rất là to đang lên hoa. Và có những cành cây đây, nó cành cây nguyên bản, lấy nguyên bản luôn cả nhà này. Đấy, đang nhú nụ này, hai khúc, ba khúc, còn đang lên bầm nữa chứ, và bốn khúc đó. Thì ở đây được 1 2 3 4 5 thân hoa đấy cả nhà ạ. Sắp được ngắm hoa rồi, trông những cái thân nhỏ như này thôi, nhưng mà đến lúc nó ra cái hoa thì nó còn to gấp mấy lần thân luôn, rất là rực rỡ luôn. Đơn số 3 giá là 200 cả nhà nhé. Tiếp theo cũng có đơn số 4. Đơn số 4 giá cũng là 200, ở đây được một khúc này. Đây, khúc này được hai thân hoa. Hai khúc, ba khúc, bốn khúc và khúc thứ năm. Đấy, nhỏ vậy thôi á, đang lên hoa đấy anh chị này. Đấy, cái dòng này rất là sai hoa, nhiều hoa. Đây còn có một chiếc quả rất là xinh xắn nữa này. Đấy, và đơn số 4 giá là 200. Đấy, đơn số 4 này cả nhà nhá. Bây giờ em sẽ chuyển sang đơn số 5, cũng đồng giá 200. Ở đây được một khúc này, hai, ba, bốn và 5. 5 khúc. Đó, 5 khúc này. Nhìn rất là đẹp luôn.
Đó, thực sự cái dòng lan này thì để tìm kiếm những nơi bán thì em nghĩ là không có đâu. Kênh em bây giờ là gọi là chỉ có kênh em có thôi, hiện tại thôi. Tìm cái dòng này nhiều người săn tìm không có bởi vì nó rất là hiếm. Và bây giờ em chuyển sang đơn số 6, giá là 200. Được ba cái thanh này, đó, nguyên bản này. Cây rất là khủng luôn, có cây này chắc được 15 cm đấy. Hoa lên rất là nhiều, đang lên này. Ở đây cũng một cây to đang nù, rất là nù này. Đó. Và một cây vừa vừa nữa. Ba cây. Ba cây này giá là 200 cho đơn số 6. Tiếp tục em qua đơn số 7. Đơn số 7 thì được đôi 4 6 6 khúc. Cái khúc này này nhìn hoành tráng không? Một mình một khúc nhưng mà rất là nù luôn, to như ngón tay luôn ấy, anh chị ạ. Hoa đang lên. Đó. Khúc thứ hai. Đơn này nhỏ nhưng mà toàn nù. Đơn số 3. À, khúc 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. 6 khúc. Nhiều thân hoa lắm. Đơn số 7 giá là 200. Đó. Tiếp theo em có đơn số 8, giá cũng là 200. Được một khúc rất nù này, to chưa? To lắm luôn ấy, bằng cái ngón tay ấy. Đó, đang sưng hoa đấy ạ. Đầy, siêu nù luôn. Rất là to. Và một khúc khủng, dài chắc xấp xỉ 20 cm đấy. Hoa thì lên từ dưới lên trên này. Anh chị này, mầm đang mọc này. Rất là đẹp không? Đây có phải là thể nói là một cây rất là khủng ngoài thiên nhiên này. Và với ba khúc như này, giá là 200 cho đơn này á, cả nhà. Đơn số 8. Tiếp đến em qua đơn số 9. Giá cũng là 200. Đơn này thì được 4 khúc. 4 khúc nguyên bản. 1 này, 2, 3 và 4. Thì cái khúc này thì được 2 bụi này và được 3 thân hoa này, 3 thân hoa luôn. Đó. Đơn số 9 giá là 200. Cho đơn số 9 nhá cả nhà nhá. Đó. Tiếp tục em qua đơn số 10. Đơn số 10 thì những cây nhìn rất là đẹp luôn. Cây này hai thân hoa này, đó, trên một cái cành cây. Cây này cũng hai thân hoa. Đó, hoa đang lên. Cây này cũng vậy. Cây nó tốt, mùa này nó vẫn còn lá này. Đấy, một đơn rất là chất lượng như vậy. Giá là 200 cho đơn số 10 nhá. Tiếp tục em qua đơn số 11, giá là 200. Đơn này chỉ gồm 3 khúc nhưng mà khá là nhiều thân hoa, để em đếm coi. Dưới khúc này đã được 3 thân rồi này. 3 thân hoa rồi, một bụi luôn. Khúc này thì là 2 bụi này, một thân hoa này. Bên này là một thân hoa nữa này, hai thân hoa này, là 5 thân hoa này. Cộng với một cái cây nù này là tổng cộng 6 thân hoa cho đơn số 11. Đó là 200k. Đó. 11 đơn. Đấy, hy vọng là các anh chị sẽ ủng hộ như những video clip trước, bởi vì là có thể là có những anh chị sẽ sưu tầm gộp đơn 2 3 đơn một lúc, là thường thường sẽ luôn có trong những cái video bán hàng của em. Đấy, và cái dòng này là cái dòng không dễ gặp đâu. Một năm chỉ gặp được có vài lần thôi. Thì em cũng có may mắn cơ duyên và em và các anh em thì có khả năng gặp cái dòng đơn cam này để có thể mang lên giao lưu và chia sẻ cho các anh chị yêu lan, sưu tầm những cái dòng lan quý hiếm của núi rừng Tây Nguyên nói chung và của Gia Lai nói riêng các anh chị ạ. Tất cả là đều là hàng nguyên bản, rất là đẹp, cũng như là sắp đến mùa hoa của nó rồi. Đấy, thì các anh chị có thể sưu tầm qua việc là gọi điện thoại cho em qua cái số điện thoại em để dưới góc trái màn hình, đó là 0376523769, cũng như là kết bạn Zalo với em qua số điện thoại mà em để dưới góc trái màn hình luôn là 0968 789 735. Đơn nào thì cũng đều như nhau hết ấy. Em phân chia nó tương đương nhau, nó đều 5-6 thân hoa, cây cũng rất là đều nhau, về làm được một giò rất là đẹp. Cái dòng này ấy, thì mình chăm nó càng khô càng thoáng và càng phơi nắng nhiều thì càng dễ. Thật sự là càng dễ chứ nó không hề khó như một số các anh chị nói đâu. Bởi môi trường của nó sinh ra nơi những cái đồi nắng nóng, nắng gió,
khô thoáng. Chứ mình chăm kỹ quá, đắp rêu rồi trồng giá thể ẩm ướt, giữ ẩm nhiều thì nó không ưa một chút nào cả. Vì vậy thì em chia sẻ thêm như vậy để chúng ta có thể hiểu thêm một chút về cái đặc tính của dòng đơn cam này. Và bây giờ thì em xin phép là xuống video đây để có thể đăng tải lên kênh để các anh chị cùng xem sau những giờ làm việc căng thẳng, ngắm nghía những cây lan rừng từ rừng và sưu tầm ủng hộ em thì nhanh tay sưu tầm ủng hộ em nhé. Và lời cuối cùng thì xin cảm ơn các anh chị đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ em trong suốt những cái quãng đường vừa qua. Chúc các anh chị là luôn luôn vui khỏe và sưu tầm được những cây lan đẹp cho góc nhỏ đam mê của mình các anh chị nhé. Xin chào ạ.